bước 1, sử dụng sản phẩm phấn nền Blend Miracle để giúp khuôn mặt rạng rỡ, trắng sáng, đồng đều màu da và bảo vệ làn da với chỉ số chống nắng SPF 50++. Bước 2, phấn phủ dạng bột ánh kim hoàn tất cho khuôn mặt thêm phần rạng rỡ và tỏa sáng bằng thao tác dùng bông phấn dặm nhẹ trên bề mặt da. Ngoài ra, sản phẩm này với hàng phấn siêu mịn sẽ dễ dàng thẩm thấu, hút lượng dầu trên bề mặt da suốt cả ngày. Bước 3, để giúp cho lớp nền hoàn hảo hơn, dặm nhẹ một ít phấn nén cho lớp nền mịn màng lâu trôi. Bước 4, để cho lớp phấn mắt lên đúng màu, sử dụng sản phẩm sáp mắt hoa nhẹ trên toàn bộ bầu mắt trước khi trang điểm mắt. Bước 5, sử dụng hộp phấn mắt 5 màu Hypnose Palette, màu số 1 đánh lên phần bóng mắt, màu số 2 đánh phần xương chân mày, màu số 3 viền xung quanh mắt. Màu số 4 dùng cọ lông nhấn phần đuôi giúp cho đôi mắt to tròn sâu hơn. Màu số 5 đánh đầu mắt cho đôi mắt sáng, long lanh và trẻ trung hơn. Bước 6, để cho đôi mắt thêm phần lộng lẫy, sử dụng màu mắt dạng kem ánh nhũ dặm nhẹ trên phần bóng mắt. Bước 7, cho đôi mắt thêm phần sắc sảo quyến rũ, dùng bút kẻ mắt nước màu đen kẻ viền mắt theo xu hướng mắt mèo. Bước 8, dùng sản phẩm mascara Hypno Star định hình cho lông mi cong, dày, tơi và dài thêm, vuốt xiết xác cho lông mi dày và tơi. Bước 9, phủ nhẹ lớp má hồng 030 theo chiều ngang ở vị trí từ cánh mũi vuông với đuôi chân mày để giúp cho khuôn mặt rạng rỡ và trẻ trung. Bước 10, sử dụng son đỏ 190 màu đỏ hoa hồng lên cơm để vẽ đôi môi giúp cho đôi môi gợi cảm hơn.